cái cách mà cha mẹ ứng xử với con thì có rất nhiều bài học trong cuộc sống mà chúng ta rút kinh nghiệm ra được từ chính cái cách mình nuôi dạy con. Bởi vì là con cái bị ảnh hưởng rất nhiều từ chính cha mẹ, mọi việc con làm sau này, tương lai của con đều là những cái trải nghiệm qua những cái bài học trong cuộc sống mà cha mẹ đang ứng dụng trong cuộc sống. Và các bạn có thể là có những cái trải nghiệm trong cuộc sống mà khiến cho đứa trẻ không tốt, có những đứa trẻ có thể là bướng bỉnh, con phản ứng lại với cha mẹ. Thì thực sự điều này không hoàn toàn là không thể, nó là chuyện hoàn toàn bình thường có thể xảy ra, và đứa trẻ hoàn toàn có thể phản ứng lại với cha mẹ nếu như chúng ta có cách ứng xử không phù hợp. Nhưng nếu như chúng ta nhìn lấy đó là cái bài học, là để một lần chúng ta rút kinh nghiệm, thì những cái việc này hoàn toàn là bình thường. Con của chúng ta sẽ thay đổi khi mà bản thân người làm cha mẹ chúng ta thay đổi. Thì việc đồng hành cùng con là chúng ta cần phải quan sát để thấu hiểu con. Thấu hiểu con thì chúng ta mới biết được rằng là nhu cầu của đứa trẻ là cái gì, cách phản ứng của chúng ta đối với con đang đúng hay sai. Và nếu như chúng ta nhìn ra cái sai của mình thì chính người làm cha mẹ chúng ta buộc lòng phải thay đổi. Chúng ta cần phải thay đổi trước tiên để giúp con của mình có thể thay đổi. Chứ không phải là chúng ta đồng hành cùng con, là chúng ta vẽ đường để cho con đi. Đứa trẻ sẽ có những cái nhìn nhận riêng của bản thân. Con sẽ có cách đánh giá cuộc vấn đề theo cách suy nghĩ của con. Việc của cha mẹ là thấu hiểu con. Và từ đó có những cái thì chúng ta cũng cần phải, nhiều khi cũng có thể gọi là chúng ta mắt nhắm mắt mở. Chúng ta không thể phản ứng lại với những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng con đang sai, không thể phản ứng một cách trực diện rằng con đang sai đấy, con không được đâu. Đứa trẻ cũng cần phải có những cái trải nghiệm để biết rằng mình đang sai. Nhưng nếu như chúng ta là những người cha mẹ quan sát thấu hiểu và hiểu được rằng con của mình sẽ có những cái trải nghiệm như vậy, chúng ta cũng phải chấp nhận để cho con có được những cái trải nghiệm. Bởi vì bản thân chúng ta để có được những trải nghiệm ngày hôm nay là chúng ta đã vượt qua rất nhiều những cái khó khăn, chúng ta đã mới trải nghiệm qua những thất bại. Thất bại làm cho chúng ta có được kinh nghiệm ngày hôm nay. Và muốn con của mình có được những cái trải nghiệm trong cuộc sống để có những bài học, thì việc con vượt qua những cái thất bại, vượt qua khó khăn là điều hoàn toàn bình thường. Nó không hề là cái gì mà không thể, chúng ta không thể dắt con mình bước qua những cái khó khăn đó được. Hãy để cho con tự mình trải nghiệm dù đó là khó khăn. Bởi vì là một đứa trẻ có thể sống với những cái phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng điều chúng mong muốn thì là được cha mẹ thấu hiểu. Dù ở bất cứ một cá tính nào, dù ở bất cứ một mong muốn, một đam mê nào, thì bản thân đứa con trẻ luôn luôn mong muốn được cha mẹ thấu hiểu mình. Và việc trong cái quá trình mà chúng ta giúp con trưởng thành, để con nhìn ra mục tiêu của mình, để con nhìn ra ước mơ của mình, thì cái trải nghiệm của cha mẹ cũng hỗ trợ rất nhiều trong quá trình hoàn thành ước mơ, quá trình để con tìm ra ước mơ của mình và hoàn thành nó. Tất cả những cái điều chúng ta có được trên hành trình nuôi dạy con cái là việc chúng ta song hành, chúng ta đồng hành và luôn luôn đi bên cạnh con, là cái chỗ dựa tinh thần. Nhiều khi chúng ta chỉ là chỗ dựa tinh thần của con cái, còn việc của con là tiếp tục đi trên những cái quãng đường đứa trẻ có mục tiêu, và cũng phải từng bước để hoàn thành mục tiêu của mình. Và người làm cha mẹ chúng ta thì với kinh nghiệm của mình, tất nhiên là chúng ta đã từng có mục tiêu, chúng ta đã từng lập kế hoạch rõ ràng cụ thể những cái giai đoạn nào chúng ta dành cho kinh tế, và khi đứa trẻ đã lớn lên cần đến cái sự quan tâm của cha mẹ thì việc của chúng ta cần phải dành thời gian cho con là điều hoàn toàn bình thường. Chúng ta hành động để có kết quả thì cái đứa trẻ của chúng ta cũng phải đúng một cái vòng tuần hoàn như vậy. Con không thể bước ra khỏi cái quỹ đạo này, cho nên là người làm cha mẹ chúng ta là những người có những cái trải nghiệm. Thì việc của chúng ta là sao? Song hành cùng con, là hỗ trợ con, giúp con có được những trải nghiệm, chứ không phải là việc của chúng ta là bước dắt con bước qua những khó khăn. Bởi vì là nếu như để đạt được thành công thì cái kết quả, cái kiến thức trong học tập chỉ chiếm 20%, còn 80% là con phải vượt qua tất cả. Con phải có những cái kỹ năng trong cuộc sống, có rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống để hoàn thiện được cái mục tiêu của mình. Bạn có thể là comment là mục tiêu trong cuộc sống để chúng ta nghĩ xác định được rõ mục tiêu của mình đối với con cái hay không. Các bạn hãy comment là ước mơ, mục tiêu của con. Bởi vì trẻ có ước mơ, có mục tiêu là điều rất quan trọng. Đúng rồi, phải có mục tiêu trong cuộc sống.
Chúng ta đừng nghĩ rằng là đứa trẻ lên lớp 1 là không có mục tiêu. Lớp 1 là con đã có mục tiêu rồi. Mục tiêu này không hẳn là con phải học giỏi nhất nhì lớp, mà con có rất nhiều mục tiêu. Ví dụ như con đi học, con sẽ học tốt. Ví dụ như mối quan hệ với bạn bè của trẻ trong trường lớp, con sẽ mở rộng được mối quan hệ của mình. Với thầy cô, con có sự giao tiếp, con được lòng tin tưởng ở thầy cô và thầy cô cũng tin tưởng con. Thì tất cả những cái điều này đều là mục tiêu của một con người. Và bản thân đứa trẻ của chúng ta trong cái quá trình phát triển và lớn lên cũng vậy thôi. Qua mỗi một năm học, qua mỗi một cấp học thì con đều có những cái mục tiêu và những hành động sát với mục tiêu đó để hoàn thành với cái mục tiêu mà con đề ra. Bản thân người làm cha mẹ chúng ta luôn luôn song hành cái sự phát triển của con đều có những mục tiêu ở những cái thời điểm nhất định để hỗ trợ bản thân con và giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu trong cuộc sống của mình. Việc mà chúng ta có những cái giai đoạn không nhìn rõ mục tiêu của mình, chắc chắn là chúng ta đã trải qua những giai đoạn đó. Có những cái giai đoạn chúng ta không tìm ra mục tiêu thì đây là những cái giai đoạn gọi là bế tắc trong cuộc sống. Thì đồng hành với đó, nếu như đứa trẻ của chúng ta cũng có những cái giai đoạn như vậy, không tìm ra mục tiêu của mình, thì việc của người làm cha mẹ là gì? Chúng ta nhìn ra những yếu điểm của con. Bởi vì không có đứa trẻ nào là có thể là hoàn hảo cả. Chúng ta cũng không hoàn hảo, chúng ta rất nhiều khiếm khuyết và hàng ngày phải học hỏi. Thì đứa trẻ cũng vậy. Nhưng chúng ta sẽ hơn con là chúng ta có rất nhiều trải nghiệm. Chúng ta hơn con vì chúng ta đang có rất nhiều kỹ năng. Chúng ta có nhiều cái kỹ năng hơn con rất nhiều. Và chúng ta sẽ sẵn sàng hỗ trợ con. Hỗ trợ con mọi thời điểm. Nhiều khi bản thân người làm cha mẹ thấy con của mình trưởng thành có thể là 2 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi rồi. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta không còn là cần phải là những cái chỗ cần phải hỗ trợ con nữa. Thế nhưng chúng ta vẫn là một chỗ dựa cực kỳ an toàn cho trẻ. Bởi vì là làm gì có lúc nào mà con cũng có thể là có cái kết quả tốt trong cuộc sống được. Ở mọi vấn đề đều có thể xảy ra những vấn đề mang tính thất bại. Vậy thì người làm cha mẹ lúc nào cũng là một cái chỗ dựa cho con. Thì để là chỗ dựa cho con thì bản thân chúng ta cũng phải là một người mang cái hình ảnh nhân diện của một người mà con kỳ vọng, con mong muốn cha mẹ mình có. Chứ bây giờ mà chúng ta muốn bảo con tốt, chúng ta muốn bảo rằng con lương thiện, thế nhưng mà gặp một cái người nào đó rất là khó khăn, người ta xin cái sự giúp đỡ của chúng ta không dám mở một chút lòng thương nào, chúng ta bàng quang, chúng ta bước qua, thì như vậy thì hình ảnh nhân diện của mình nó sẽ không phù hợp với việc là làm tốt, không việc là một người có cái lòng từ thiện. Thế cho nên là tất cả những cái hình ảnh của bản thân người làm cha mẹ luôn luôn phải phù hợp với cái nhân diện mà chúng ta mong muốn con hướng tới. Đồng hành cùng con nghĩa là chúng ta luôn luôn nỗ lực để thay đổi bản thân, để giúp con trở nên tốt hơn. Và bản thân người làm cha mẹ chúng ta cũng trở nên tốt hơn với chính mình. Chúng ta đừng nghĩ rằng là điều gì là dễ dãi trong cuộc sống. Kể cả mối quan hệ vợ chồng cũng vậy thôi. Nếu như chúng ta luôn luôn đòi hỏi là mình phải được cái này, được cái kia, chúng ta không nhìn ra những cái yếu điểm của người khác và bao dung, hỗ trợ họ, thì mối quan hệ của chúng ta liệu có bền chặt được không? Tất cả mọi mối quan hệ ở trong cuộc sống đều có sự cho đi và nhận lại. Với con cái cũng vậy thôi. Chúng ta không kỳ vọng rằng con sau này sẽ cho chúng ta cái gì. Nhưng mà đương nhiên khi chúng ta nuôi dạy được những đứa trẻ có thành công trong cuộc sống, con ngoan ngoãn, thì việc con có hiếu với cha mẹ là điều đương nhiên. Vậy tại làm sao mà chúng ta lại không thể giúp con của mình trở nên thành một đứa trẻ phát triển toàn diện? Hoàn toàn có thể chứ. Một đứa trẻ phát triển toàn diện không hề khó. Chúng ta hãy chăm sóc cái vườn cây của mình một cách tốt nhất. Mọi cái vấn đề trong cuộc sống chúng ta đều quan tâm và đừng bỏ qua nó ngay từ khi nó là những cái vấn đề nhỏ nhất. Chỉ cần như vậy thôi thì đứa trẻ của chúng ta sẽ thấu hiểu
sẽ thấu hiểu nhiều vấn đề trong cuộc sống, và con hoàn toàn có thể trở thành những cái đứa trẻ có thành công trong cuộc sống, trong tương lai của mình. Bởi vì là lấy những đứa trẻ của chúng ta lớn lên, chúng ta nó có nhiều trải nghiệm, chúng ta cho con có nhiều trải nghiệm, ở đó có sự thất bại, và sau những cái thất bại đó con nỗ lực, con vươn lên, con thành công trong cuộc sống, thì lúc này con sẽ có rất nhiều những cái phẩm chất tốt, và con đạt được những kỳ vọng mong đợi của cha mẹ. Và khi những đứa trẻ này đạt được kỳ vọng mong đợi của cha mẹ thì con hoàn toàn sẽ đạt được mục tiêu của mình, đạt được mục tiêu trong cuộc sống của mình, và như vậy thì con sẽ là một người thành công. Một người thành công thì sự phàn nàn, sự đổ lỗi, chê trách, oán trách cuộc sống, oán trách cuộc đời sẽ bị loại bỏ, sẽ được thay thế bằng những cái cảm xúc khác. Ở đó sẽ là vui vẻ, ở đó sẽ là biết ơn. Bởi vì khi con có thành công rồi thì con biết ơn cha mẹ, biết ơn cuộc sống, biết ơn rất nhiều điều ở xung quanh chúng ta. Vậy thì việc nuôi dạy một đứa trẻ có được thành công trong cuộc sống có phải là khó không? Không hoàn toàn khó. Nếu như chúng ta cân bằng cuộc sống của mình, chúng ta chăm sóc tốt cái vườn cây của mình, đừng để những cái cây nào đó bị héo úa, bị chết trước khi mà cuộc sống của chúng ta trở nên thành công và hạnh phúc. Và đứa trẻ nếu được cha mẹ chăm sóc, nuôi dạy theo cái phương pháp đơn giản nhất trong cuộc sống, là chúng ta dạy con có được nhiều kỹ năng trong cuộc sống, giúp con có được nhiều kỹ năng trong cuộc sống, thì đứa trẻ hoàn toàn dễ dàng để đạt được những thành công. Bởi vì không có một môn học nào là quan trọng nhất và môn học nào là không quan trọng cả. Con có thể thành công ở những lĩnh vực mà chúng ta nghĩ rằng ở cuộc ít người biết. Cho nên là việc của cha mẹ là luôn luôn đồng hành cùng con. Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng hy sinh và dành cái mọi cái mục tiêu trong cuộc sống của mình cho con cái. Thì cái việc để giúp con thành công là điều hoàn toàn có thể đạt được. Đồng hành cùng con là chúng ta cùng con tiến bộ hơn, cùng con phát triển từng ngày, thay đổi từng ngày. Mỗi một việc làm nếu như đạt kết quả không tốt thì bắt buộc chúng ta phải làm lại. Chúng ta lại tiếp tục lập kế hoạch tiếp theo, chúng ta lại tiếp tục để hành động, tiếp tục để đạt ra những kết quả. Đạt kết quả phải bằng đạt được kết quả là hoàn thành cái mục tiêu của mình. Vậy là chúng ta thành công. Con của chúng ta cũng vậy. Cái quá trình sống của con cũng vậy. Luôn luôn đạt được đến thành công, là hoàn thành được mục tiêu của mình. Chứ không phải là chúng ta làm được đến kết quả nó xấu, chúng ta phàn nàn, chúng ta đổ lỗi và chúng ta thất bại, con thất bại, không làm lại nữa. Như vậy là việc đồng hành để con phát triển, để con trưởng thành sẽ không bao giờ đạt được thành công trong cuộc sống. Có một điều mà chúng ta lên chúng ta cần phải tránh, đó là trường hợp trẻ có tư duy sai lệch. Trẻ có tư duy sai lệch là con nghĩ rằng không cần làm cũng có ăn, hoặc là không cần làm nhiều nhưng con cũng có ăn, thậm chí là ăn nhiều ăn nhanh. Thì cái tư duy này rất dễ dàng trẻ có được trong cuộc sống nếu như chúng ta không giúp con của mình lãnh đạo được chính bản thân mình. Trong cái quá trình mà để con hành động, con trưởng thành, thì việc con lãnh đạo được bản thân mình là một điều vô cùng quan trọng. Con nhìn nhận ra được cái tôi của mình, đừng đặt cái tôi của mình lên cao quá. Con phải biết chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Khi mà con chịu trách nhiệm được trước việc làm của mình rồi thì con sẽ hiểu chuyện, con sẽ bao dung và con chấp nhận vượt qua cái khó của việc học tập, vượt qua cái những cái khó khăn của cuộc sống. Và rồi gốc rễ của việc học, chúng ta hiểu rằng gốc rễ của việc học là khó khăn, gốc rễ của việc học là khó khăn, nhưng cái kết quả của việc học mang lại
thì rất là giá trị, kết quả của nó là những cái quả ngọt. Chính vì vậy mà để tránh trường hợp trẻ có những cái tư duy sai lệch thì chúng ta cần phải giúp con bằng những cái hành động chính của cha mẹ. Cha mẹ hành động như thế nào thì con sẽ có những cách hành động tương tự như vậy đối với cuộc sống. Tất nhiên là bên cạnh tình yêu thương sự bao dung thì cha mẹ cũng cần phải áp dụng. Ở đó có thể là sự nghiêm túc. Có thể là chúng ta nghiêm khắc với con, nhưng nghiêm khắc thông qua tình yêu thương sẽ giúp con của chúng ta phát triển hoàn toàn tốt. Con sẽ thấu hiểu được cha mẹ, thấu hiểu cuộc sống tốt hơn, nhanh hơn. Rồi chúng ta cũng phải giúp con đưa ra những kết luận tích cực trong cuộc sống qua hai cách cha mẹ thể hiện sự lạc quan, sẽ thử thể hiện sự tự tin của chính mình đối với cuộc sống. Chỉ có sự lạc quan và sự tự tin đó thì mới giúp chúng ta có những cái cách giải quyết, có những cái giải pháp kịp thời với những vấn đề của bản thân và vấn đề của trẻ. Ví dụ như khi con đi học mà con về nhà, con không làm bài, hôm sau con bị cô giáo gọi lên bài, lên bảng để kiểm tra. Và rồi khi con không làm bài thì lên bảng kiểm tra con sẽ được 2 thôi. Nhưng với một sự thật, điểm 2 là một vấn đề đối với đứa trẻ rồi. Khi đi học mà con được điểm 2 thì đối với con là cả một vấn đề. Và nếu một đứa trẻ tiêu cực, con sẽ suy nghĩ rằng mình quá đen, mình nói chung là rất là không ổn, mình đen, không may mắn, đã không học bài là bị cô gọi lên bảng. Thế nhưng nếu như với một đứa trẻ mà có suy nghĩ tích cực thì con sẽ nghĩ rằng hôm nay mình không học bài bị cô giáo gọi, như vậy là lần sau mình phải cẩn thận, về nhà mình phải học bài, mình phải học bài đầy đủ để tránh trường hợp bị điểm 2. Thì cũng với cùng một vấn đề, cùng một vấn đề là con học bài, con được điểm 2. Nhưng với những đứa trẻ có suy nghĩ tích cực thì con sẽ nghĩ rằng đấy là một bài học để mình thay đổi, để mình không được phép là đi học về không làm bài nữa. Nhưng mà với một đứa trẻ tiêu cực, có những suy nghĩ tiêu cực thì con sẽ có những suy nghĩ đối phó, thậm chí là con nghĩ rằng mình đen đủ, mình không may mắn. Thế thực sự có phải là không may mắn không? Thực sự là đấy là một bài học rất tốt cho con. Một lần cô giáo kiểm tra như vậy, nhưng nếu với một đứa trẻ tích cực và con có những cái phẩm chất tốt, con ham học hỏi, thì đây là một lần để con thay đổi bản thân và giúp con hoàn thiện bản thân tốt hơn. Nhưng nếu như mà con không nghĩ được như vậy thì khả năng giải quyết vấn đề của con đang gặp vấn đề. Bản thân người làm cha mẹ chúng ta cũng vậy. Khi gặp bất cứ một vấn đề gì, nếu như chúng ta nghĩ chán nản, buồn chán, chúng ta thất vọng, và chúng ta khi đã thất vọng rồi, chúng ta chán rồi, thì chúng ta không thể tìm được ra được những giải pháp tốt để xử lý vấn đề đó. Thậm chí là chúng ta bị thụ động, bị người khác dẫn dắt. Thế nhưng nếu như chúng ta có cách giải quyết tích cực, chúng ta là những con người lạc quan, chúng ta suy nghĩ lại rằng tại sao mình lại để xảy ra vấn đề như vậy, vấn đề xảy ra như vậy ở đâu, vì đâu, tại sao, khi tìm được những, đặt ra những câu hỏi như vậy, chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân. Chỉ khi tìm được ra nguyên nhân rồi thì chúng ta mới có những cái giải pháp để thay đổi. Bởi vì sau khi xác định được vấn đề rồi thì chúng ta mới biết cái cách để tìm ra những cái giải pháp phù hợp với vấn đề mà chúng ta đang mắc phải, phạm phải đó. Chúng ta sửa đổi để nó không mắc lại ở lần thứ hai, mắc lại ở lần sau. Thì đứa trẻ cũng vậy. Con học được cách giải quyết vấn đề, con học được cách giải quyết vấn đề rồi, thì mọi vấn đề đối với con trong cuộc sống sẽ trở nên đơn giản hơn. Đồng hành cùng con có nghĩa là cha mẹ chúng ta luôn luôn là những cái tấm gương trong mọi vấn đề của cuộc sống để con học tập, con noi theo. Kể cả đứa trẻ ngay còn nhỏ thế nhé, đứa trẻ ngay từ lúc nhỏ 3 tuổi, 5 tuổi thì con đã biết nhìn cái cách cha mẹ phản ứng với cuộc sống để bắt chước rồi. Con không bắt chước người khác đâu, con không bắt chước hàng xóm, không bắt chước người xung quanh, mà con bắt chước cha mẹ của mình. Và sau khi mà đưa ra được những giải pháp, con tìm được ra những cái giải pháp để giải quyết vấn đề của mình,
thì con mới thấu hiểu được vấn đề, những cái vấn đề khác trong cuộc sống luôn. Tìm ra nguyên nhân của một vấn đề thì con sẽ tìm ra được nguyên nhân của nhiều vấn đề. Con mới từ cái việc tìm ra nguyên nhân của nhiều vấn đề, con mới biết được là điều gì là đúng, điều gì là sai. Chúng ta cũng vậy, cũng biết được điều gì là đúng, điều gì là sai, điều gì chúng ta có phải bỏ đi chứ. Có những cái giá trị mà chúng ta hướng đến, ví dụ như việc chúng ta hướng đến là cái sự con cái, gia đình yên ổn hạnh phúc, thì việc chúng ta hướng đến là những cái điều dịu dàng nhẹ nhàng. Chúng ta ứng xử với chồng con, với gia đình, với vợ con bằng tình cảm yêu thương chân thành. Thế nhưng nếu như chúng ta không hướng đến, chúng ta hướng đến một cái những cái điều nào đó cho bản thân, cho mong muốn ở bên ngoài, thì cái giá trị của chúng ta cũng sẽ trở thành người như vậy. Khi con biết được cái giá trị hướng tới của mình là việc con phải học, ví dụ mục tiêu của con là là đỗ đại học, thì cái việc của con đầu tiên là phải tập trung vào việc học, thời gian học phù hợp với bối cảnh của từng gia đình, từng cái khả năng nhận thức của mỗi đứa trẻ. Thì tất cả những cái điều này mỗi một đứa trẻ hoàn toàn khác nhau, mỗi gia đình sẽ có cách ứng xử khác nhau, và chúng ta hoàn toàn có thể giúp con của mình, không phân biệt, hoàn cảnh không hề tác động tới sự thành công của một đứa trẻ. Có rất nhiều đứa trẻ bận rộn, khó khăn, gia đình rất là vất vả, nhưng con hoàn toàn có thể đỗ được những trường đại học danh tiếng, thậm chí con thành công lớn trong tương lai. Điều này nó liên quan tới mục tiêu, tới sự nỗ lực, sự kiên trì của con và sự giúp đỡ đồng hành của cha mẹ, chứ không phải là vì con có điều kiện tốt hơn thì con sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn trong cuộc sống. Đây là một sự thật đã được rất nhiều người chứng minh, rằng đứa trẻ xuất thân trong một gia đình khó khăn, có những người cha mẹ là nông dân, họ không hề có nhiều kiến thức trên sách vở, trên nhà trường, nhưng kiến thức ở ngoài đời, kiến thức trong cuộc sống, cái cách ứng xử của họ với cuộc sống thì hoàn toàn là sự lạc quan, là mong muốn con của mình tiến bộ. Và bản thân họ cũng vậy chứ. Chính vì vậy mà kết quả họ nhận được là gì? Là những đứa trẻ có thành công trong tương lai. Để có được thành công, chúng ta phải nhớ rằng bản thân mình cũng vậy, đều phải có mục tiêu. Mục tiêu rất là quan trọng. Mục tiêu cần phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng là một điều rất quan trọng. Có những cái buổi học khác tôi sẽ chia sẻ rõ ràng về cách thiết lập mục tiêu và ước mơ của trẻ. Nhưng chúng ta vẫn phải nhớ rõ ràng rằng là để đạt được thành công ở bất cứ một thời điểm nào của bất cứ ai thì mục tiêu nó rất là quan trọng. Có mục tiêu thì chúng ta mới có thể có cái suy nghĩ ra những cái giải pháp, những cái mục tiêu nhỏ ra, chúng ta chia nhỏ ra, chúng ta rõ ràng để chúng ta mới có thể hành động được chứ. Chúng ta làm sao có thể hành động để đạt được mục tiêu lớn ngay lập tức? Cần phải chia nhỏ nó ra, cần phải có thời gian rõ ràng để hoàn thành những cái mục tiêu nhỏ đó. Và đó là cách giúp chúng ta có được kết quả tốt trong việc nuôi dạy và giáo dục con của mình, để con có thể là thành công trong tương lai. Các bạn có thể đặt câu hỏi nào đó về vấn đề của mình, và chúng ta sẽ chia sẻ trong một ít phút. Chúng ta có thể chia sẻ trong một ít phút cuối về những vấn đề của chúng ta trong cuộc sống. Các bạn có thể đặt câu hỏi, có thể comment vấn đề của mình ra, và chúng ta sẽ chia sẻ một ít phút về những vấn đề cụ thể trong cuộc sống. Không ai có câu hỏi, vậy thì chúng ta sẽ có một một phần nhỏ nữa cuối nói về việc kỳ vọng. Nói tiếp tục, chúng ta nói về một 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 cái sự trưởng thành và kỳ vọng của con, kỳ vọng của cha mẹ với con trong cuộc sống. Đó là sao? Đó là việc cha mẹ có kỳ vọng vào con của mình là điều hoàn toàn đúng. Các bạn nhớ rằng là việc cha mẹ kỳ vọng vào con là hoàn toàn đúng, không hề sai. Chúng ta cần phải có kỳ vọng vào con của mình, nhưng kỳ vọng đừng vượt quá năng lực và ước mơ của trẻ, đừng vượt quá khả năng, và đừng vì cái tôi của bản thân cha mẹ, đừng vì những cái ước mơ dang dở của cha mẹ mà đặt kỳ vọng vào con. Đây là những điều
rất thực tế, làm ảnh hưởng tới tương lai của con. Mà cha mẹ chúng ta nên nhìn nhận bản thân mình có hay không, và chúng ta cần phải tự thay đổi để giúp con mình có cơ hội được phát triển tốt nhất, phù hợp với chính bản thân con.